Đỗ Mỹ Linh trổ tài phân tích dự đoán đội tuyển vô địch World Cup 2022. Ít ai biết không chỉ là một hoa hậu được yêu mến, Đỗ Mỹ Linh còn là MC, biên tập viên của phòng tin tức Ban Thể thao của Đài Truyền hình Việt Nam. Hòa chung vào không khí sôi động của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, người đẹp đã chia sẻ một số cảm nghĩ về World Cup 2022. Đáng chú ý, cô đã đưa ra dự đoán về đội tuyển sẽ vô địch năm nay. Cụ thể, Đỗ Mỹ Linh đặt niềm tin vào đội tuyển Anh. Năm nay, tôi thấy các đội tuyển đều rất mạnh. Một trong số những đội tuyển mà tôi đánh giá cao trong mùa World Cup 2022 là đội tuyển Anh. Tuy không phải là đội hình có đầy đủ các ngôi sao, nhưng đội tuyển Anh lại có phần thể hiện rất tuyệt vời, chẳng hạn như chiến thắng 6-2 vừa qua trước đội tuyển Iran. Điều này cho thấy đội tuyển Anh rất mạnh và sẽ là một ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch World Cup 2022. Sau một thời gian dài vắng bóng, mỹ nhân Hà Thành đã trở lại với công việc MC VTV, gần đây nhất là đảm nhận dẫn chương trình Nhật ký World Cup 2022. Cũng như bao fan bóng đá Việt Nam khác, Đỗ Mỹ Linh chia sẻ mong muốn đội tuyển bóng đá nước nhà sẽ góp mặt trong vòng chung kết World Cup. Theo cô, đội tuyển Việt Nam đã có một hành trình đáng tự hào khi tiến tới vòng loại cuối cùng của World Cup và chúng ta hoàn toàn có thể làm tốt hơn trong những mùa giải sau. Với kiến thức chuyên môn tốt, Đỗ Mỹ Linh là số ít người đẹp nhận được tín nhiệm của fan bóng đá. Những chia sẻ của cô hoàn toàn dựa trên sự phân tích có cơ sở sau khi theo dõi World Cup kỹ càng. Bên cạnh dự đoán đội tuyển vô địch năm nay, Đỗ Mỹ Linh còn chia sẻ mong muốn được chứng kiến Việt Nam có mặt trong vòng chung kết của một mùa World Cup. Đây là điều hoàn toàn có cơ sở, bởi nền bóng đá Việt Nam đang trên đà phát triển, có rất nhiều cầu thủ đã ra nước ngoài thi đấu. Nếu có được sự đầu tư xứng đáng thì việc bóng đá Việt Nam góp mặt tại World Cup sẽ không còn xa.